mới đây trên trang cá nhân hai hoa hậu là phạm hương và lan khuê đã đăng tải hình ảnh chụp ảnh bán quả thân khi cả hai tham gia buổi ghi hình chương trình The Face tại nha trang tấm ảnh của hoa hậu hoàn vũ chụp khi cô đang nằm ở trên ghế mây ở bãi biển còn hoa khôi áo dài ghi lại hình ảnh này tại hồ bơi ở khách sạn sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người Trong các bức ảnh được chụp từ phía sau, Phạm Hương và Lan Khuê đều chỉ mặc quần tắm. Đa số người hâm mộ đều khen ngợi tấm ảnh bán nu của Phạm Hương và Lan Khuê. Các ý kiến đều cho rằng những hình ảnh này rất thu hút, gợi cảm và phát huy được lợi thế thân hình của hai người đẹp. song nhiều người cũng lo ngại bởi rất có thể hai giám khảo The Face sẽ bị phạt vì quy định cấm người mẫu, người đẹp chụp và phổ biến ảnh khỏa thân được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành đã có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5. Trước Phạm Mương và Lan Khuê thì người mẫu Phương Mai cũng gây ồn ào khi cô diện bộ váy lộ vòng một phản cảm khi dự sự kiện tại Hội An. Liên quan đến trường hợp này, ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn cho biết, ông đã yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tại nơi sự việc diễn ra thành lập hội đồng để xem xét xử phạt hành vi ăn mặc phản cảm của Phương Mai.